Hello, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình chúng ta trong bản tin của buổi sáng hôm nay. Lời đầu tiên cho Long kính chúc đại gia đình mình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay thì Long lại tiếp tục gửi đến cho đại gia đình chúng ta bằng một cái bản tin cực kỳ thú vị. Đó là bản tin về bây giờ mình gọi từ gì? Từ gì? Mã Lai 1 hay là quả đen hay là đại diện phát mãi? Thì bây giờ chúng ta chỉ cần gọi quả đen là hiểu rồi, là đủ nghĩa lắm rồi ha. Quả đen là được rồi. Cái gì cũng đen, đen tối, đen từ trong ruột đen ra, đen từ trong suy nghĩ, trong đầu, trong óc đen ra, đúng không quý vị? Thì chính vì lẽ đó đó, thưa với quý vị như thế này, thì Tiết Bông vừa đăng lên trên trang cá nhân của bạn này: về Việt Nam mấy ngày chị bỏ đi Úc hả chị? Do hỏi chấm nha, ghê đúng không? Trốn không dám ở một chỗ hả? Do hỏi chấm. Ráng đi kiếm chỗ định cư đi nha chị quả đen. Đó, thưa quý vị, đó là đây, quý vị thấy không? Đó là của Tiết Bông đăng. Thì thưa với quý vị, đây là những cái dòng chữ mà Tiết Bông đăng, mà mình phải nói rằng là nó có là giá trị. Giá trị là chỗ nào? Vì Tiết Bông là người có thể rằng là đã từng ăn chung, sống chung và làm việc chung với quả đen nhiều năm, thì Tiết Bông đã hiểu rõ được từng chân tơ kẻ tóc của con người này. Thì chính vì cái lẽ đó, Tiết Bông mới nói điều đó. Rồi tiếp tục, Tiết Bông mà đăng thêm một dòng chữ như thế này nè quý vị nè. Đó, đây: hờ, nó có phải là đàn em của mày không? Mà nó lấy tài khoản công ty của mày đi lừa tiền. Công ty gì? Do hỏi chấm. Lừa gì? Do hỏi chấm. Nói dối thì ráng nhớ nha, để mai mốt là vào hỏi thì nhớ để trả lời. Đó, quý vị thấy không? Đó, đây là những cái dòng trạng thái mà của Tiết Bông đã viết trên trang cá nhân của chị. Thì thưa với quý vị, tại sao không có lửa làm gì có khói? Vì Tiết Bông với quả đen đã từng làm việc chung với nhau rồi. Thì chính vì lẽ đó, Tiết Bông rất hiểu, rất biết cái câu chuyện này. Thì nói là mới về Việt Nam có 2 hôm là đi nữa hả? Đi đâu? Đi Úc hả? Nhớ đi tìm cái chỗ định cư cho nó đàng hoàng. Có nghĩa rằng là ở đây, thưa với quý vị, chị này, chị quả đen này hoàn toàn là không có tổ nha. Quả đen không có tổ. Bà này ở tổ ké người này chút, mai ở tổ ké người khác chút. Thành ra là Tiết Bông mới khịa như thế. Và đồng thời nữa, thưa với quý vị, hồi xưa đi á thì rằng rồ rồ đúng không? Hết tống đến kèn, đưa tiễn, quay video rồi tung lên trên mạng, hung tung hô là Bồ Tát sống thế này thế nọ. Nhưng mà lần này đi về một cách âm thầm, chẳng ai hay biết gì hết. Rồi bây giờ cũng đi một cách lặng lẽ, cũng không ai đưa tiễn gì hết. Đây có cái dấu hiệu rằng là đã sụp đổ hoàn toàn trong lòng công chúng. Không phải dấu hiệu nữa mà đã sụp đổ luôn rồi. Thành ra chính vì lẽ đó bây giờ không dám tung hô nữa. Ngon đi, ngon lên tiếng nữa đi, cứ giỏi lên tiếng đi, lên tiếng hoài đi rồi biết. Rồi coi thử cuộc chơi này ai là kẻ thất bại và ai là người tồn tại. Đừng có sầu ngôn, đừng có bao giờ mà qua mặt công chúng, cũng đừng có bao giờ làm những cái việc mà sai trái với lương tâm, và cũng đừng bao giờ dẫn dắt cộng đồng mạng, đừng có mị người khác. Đó là những lời mà chúng tôi gửi đến cho quả đen: đừng bao giờ coi thường người khác. Tại vì nó thật với quý vị á, con người sống ở đời phải có văn hóa, có cái văn hóa trước đã, rồi mới có văn minh, rồi mới có cái tình người, rồi mới có cái đạo đức nhân tâm. Còn mất văn hóa là tất nhiên mất tất cả.
Chị Hòa Đen này là hoàn toàn không có ăn học, không có văn hóa. Thành ra đó, tôi nhớ là có một cái câu trong cái vở hài, trong vở hài Hoàng Sơn hài có nói câu như thế này. Thành ra là bởi vậy, con người sao thì văn hóa nó vậy, đúng không cả nhà? Thì đó, thực tế là vậy đó. Người không có kiến thức, không có, thành ra mới không có văn hóa. Mà sống không có kiến thức, không hiểu văn hóa, không có kiến thức thì làm sao mà sống được lòng người khác được? Chỉ biết sống cho mình thôi. Mà mình sống cho bản thân mình đó là tất nhiên là mình tự hủy hại đời mình. Mình phải biết sống và chia sẻ, san sớt cho người khác. Chứ không phải rằng là vô cái căn nhà này rồi á, được giới thiệu vô cái là muốn ẩm luôn. Ai vô cũng nghi ngờ người ta, lăng la rồi làm quen rồi gần gũi rồi nhờ vả. Nhờ cái gì trong đó mà sợ người ta vô đó người ta nhờ vả, người ta lăng la, người ta mà làm quen trong đó. Chỉ có quả đen chứ có thứ gì trong đó đâu mà phải là giành dịch trong đó. Thành ra tôi thật với cả nhà rằng là cái câu chuyện này tôi thấy nó vô cùng nhục nhã. Một con người sống mà không có cái lương tri, không có cái sĩ diện, và kể cả là đánh mất đi tất cả những cái niềm tin và lòng tin của công chúng, thì tôi nói bây giờ không còn gì nữa. Rồi, thưa quý vị, đó là câu chuyện đầu tiên mà Long muốn chia sẻ đến với quý vị về Hòa Đen này. Và cái câu chuyện thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập tới là tối hôm qua tôi đang like, và chỉ like trước tôi mấy chục phút rồi tôi mới like. Thì chỉ like bắt đầu ngay là trước tôi chừng cỡ 15-20 phút gì đó thì tôi like, tôi lên like thì các cô chú anh chị vào bình luận rất nhiều. Và có nghĩa là ta nói rằng là chia ra hai phe để chửi lộn vào cái kênh live của chị đó để mà chửi lộn. Và thậm chí chửi quá chị đó, chưa đầy 30 phút chị tắt, chị xuống live luôn. Tại vì quý vị biết sao không? Tại vì là người ta vào, ta tràn vào, người ta chửi. Chứ không phải giống như hồi xưa ta vô, ta tung hô, ta bưng bắp lên nữa. Hồi xưa đó là chưa ai vạch trần cái sự thật ra, cái cuộc đời dơ dáy của chị ra, thành ra là chị được người ta tung hô. Còn bây giờ có người đã vạch trần sự thật ra rồi thì bây giờ không còn người tung hô nữa. Cũng còn chứ không phải là không, mình phải nói công tâm là như vậy, còn. Nhưng mà còn chừng cỡ 15-20% thôi số người đó. Tại vì những người đó bây giờ vẫn còn tin tưởng, vẫn còn mê muội, và cũng còn cái dư rằng là nó thật đó là u mê ám chứng và mới còn nghe, chứ còn bình thường không ai nghe. Làm sao mà ai nghe được, ai tin được cái chị này? Chị từ đầu đến đuôi chị nói 8 con trâu nấu chưa được một chén cháo đó quý vị. Chứ đừng nói một con trâu, 8 con, 10 con nấu chưa được chén cháo. Thì bây giờ hỏi quý vị chứ có niềm tin đó đi đâu? Niềm tin đâu còn nữa. Một khi niềm tin không còn nữa thì tất nhiên mọi thứ đều tan nát. Thành ra bây giờ hồi xưa chỉ like lần cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ, thưa quý vị, mà chỉ like bất chấp ngày đêm, trưa chiều tối, sớm gì cũng like cho thích là like. Nhưng bây giờ quý vị thấy không, trong thời gian vừa rồi không dám like, mà like cũng rất là ít. Mà like thì dù có khịa có chửi gì đó thì công chúng mà ta vô, ta tràn vô, ta chửi cái là bắt đầu là xuống lại liền, dẹp tiệm liền, chứ không dám để lâu. Thì chính vì cái lẽ đó đó, thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay nó không còn giống như câu chuyện ngày xưa. Đừng có nghĩ rằng là mình có thể là thay trời hành đạo, mình có thể là một bàn tay che nguyên bầu trời này, không có. Ông bà đã nói rồi, mấy đời mà lấy thúng mà ấp voi, con voi nó to vậy mà lấy cái thúng ấp sao cho kín, cho đầy, đúng không? Rồi, đó là một cái câu chuyện mà Nguyễn Đức Long muốn chia sẻ đến với đại gia đình chúng ta trong bản tin của buổi sáng hôm nay. Và đến đây Long xin tạm dừng video và không quên
cầu chúc cho đại gia đình chúng ta một ngày mới thật bình an, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin kính chào. Bye bye.